Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh SQM Zorai 300 2022 ra mắt, ở dụng chung cái phần động cơ với cái chiếc Bixit Ron 300. SQM là một thương hiệu xe tay ga cũng rất nổi tiếng đến từ Đài Loan. Mới đây họ đã phát triển một cái phiên bản mới nhất mà có tên là Zorai 300 2022. Nhiều khả năng cái động cơ của mẫu xe tay ga mới này sẽ ở dụng chung với phiên bản là Civic Ron 300 2022, cũng được thương hiệu đến từ bên Thái Lan sắp sửa cũng được ra mắt. Mặc dù thuộc là một cái dòng tay ga cỡ lớn, nhưng SQM Zorai 300 2022 lại có một thiết kế ngoại thất thể thao nhanh nhẹn, ở dụng thiết kế cái khung nhẹ nhưng vẫn là chắc chắn. Điều này giúp chiếc xe có khả năng điều chỉnh linh hoạt trong cái thành phố. Trong những cái chuyến đi xa, cái mẫu tay ga này vốn là hỗ trợ tích cực cho người lái với một cái kính chắn gió phía trước cỡ lớn. Về mặt sức mạnh, SQM Zorai 300 2022 ở dụng cho mình cái con động cơ xanh đơn dung tích là 280cc làm mát bằng cái lỏng. Cái công suất cực đại là 26 mã lực ở ngưỡng tua máy 8.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 26 Nm ở ngưỡng tua máy là 6.000 vòng trên phút. Trong khi cái thông số bánh trước là 15 inch và bánh sau chỉ có 14 inch. Màn hình đồng hồ dạng kỹ thuật số LCD với một thiết kế hệ thống keyless gọi là chìa khóa từ xa. Được biết cái mẫu tay ga ở bên Thái Lan là cái chiếc Civic Ron 150 2021 cũng đang ứng dụng chung cái có động cơ xanh đơn 149,6cc SOC 4 thì do bên hãng xe Thái Lan hợp tác với SQM sản xuất. Và trong một cái tương lai gần, nhiều khả năng cái mẫu xe Civic Ron 300 2022, cái phiên bản cao cấp chuẩn bị được ra mắt, cũng chia sẻ chung cái khối động cơ với cái chiếc SQM Zorai 300 2022. Cái phiên bản SQM Zorai 300 2022 còn đi kèm với một cái ngăn chứa đồ lớn phía trước, một cái cổng sạc nhanh USB 2.0, cái khoang chứa đồ rộng rãi bên dưới yên xe có thể chứa được 20 điểm lực full phay, hệ thống cái đèn thì full LED. Nhiều khả năng cho rằng Civic Ron 300 2022, thương hiệu đến từ bên Thái Lan chuẩn bị được ra mắt trong một cái tương lai gần, chỉ chia sẻ chung cái khối động cơ với cái chiếc SQM Zorai 300 2022 hiện nay. Nếu có tin về mới về cái mẫu xe này, chúng tôi sẽ cập nhật các bạn những tin tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, để chi tiết nhớ like, subscribe.